Em Hồng Hà kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của shop Ngọc Hà nhà em hôm nay nha các bác nhá. Hôm nay em sẽ lên một ít đồ gia dụng giá chỉ từ 10.000, 8.000 rồi lại là mấy chục ngàn thôi nha các bác nhá. Chứ tiền vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác cho em Hà một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tôi shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn nha các bác nhá. Dạ vâng rồi, em xin vào chi tiết tất cả các sản phẩm. Các bác mua hàng thì xin vui lòng liên hệ vào hai số hotline để trên màn hình nha các bác nhá. Dạ vâng rồi, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng con kẹp tủ lạnh, khóa tủ lạnh này nha các bác nhá. Con này thì rất chi là hữu ích trong gia đình nhà các bác luôn. Bác nào có cháu hoặc là cái tủ lạnh nhà mình bị hỏng do thì các bác mua về sử dụng giúp em nhá. Con này thì đây, hình thức của nó sẽ là như này cho các bác luôn này. Đó. Các bác về các bác bóc luôn hai bên đầu của nó ra rồi là các bác dán vào trong cái tủ lạnh của mình. Cái thứ nhất là nó sẽ giữ được chặt hơi, nó không được ra ngoài. Cái thứ hai nữa là các bác có cháu nhỏ thì không lo là sẽ dùng mở ra nha các bác nhá. Đó, nó như một cái khuy luôn. Đó. Các bác bấm ở bên trên kia thì nó sẽ có cái để mở ra cho mình nha các bác nhá. Con này thì em Hà đang sử dụng rồi thì rất chi là chặt luôn. Các bác cứ yên tâm. Đó, nó giống như kiểu một cái chốt khóa nha các bác nhá. Đó. Rồi, mời các bác lên đơn giúp em. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá chỉ có 10k thôi. 10k một con như này thôi nha các bác nhá. Đó. Rất chi là tiện lợi cho các bác khi các bác sử dụng. Đó. Rồi, mời các bác lên đơn giúp em. Khóa tủ lạnh với giá là 10k cho một con khóa tủ lạnh này thôi nha các bác nhá. Dạ vâng rồi, em Hà xin phép con mẫu Hà lên sản phẩm tiếp theo cho các bác, là cái dòng con lưỡi của cái dao xay nha các bác nhá. Đây, lưỡi của cái con dao xay của mình nha các bác nhá. Con này sẽ gồm 4 lưỡi như này. 4 lưỡi kép như này nha các bác nhá. Em Hà đang để cho các bác với giá chỉ có là 25.000. Dạ vâng rồi. Em Hà xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa, là cái dòng con cốc gọn này nha các bác nhá. Đây con này, con cốc gọn này. Đây các bác đợi em xíu. Em sẽ mở cho các bác xem luôn. Đó, con này là cái ly, gọi là ly gấp gọn hàng của Nhật nha các bác nhé. Đây là dòng hàng của Nhật, nó sẽ gồm cho các bác một túi treo này luôn. Con này thì rất chi là tiện cho các bác khi mà sử dụng là mình đi du lịch hoặc là mình đi đâu đó xa mà không thích uống chung đụng cốc với nhau á, sợ sinh bệnh nhá, thì các bác mua giúp em con ly này nha các bác nhá. Đó, rồi nó sẽ có cái túi treo đây, cái lỗ để in cho các bác làm cái móc treo như này, rất chi là tiện cho các bác này. Đó, các bác treo vào, các bác treo vào túi của mình hoặc là các bác bỏ vào trong giỏ đồ của mình, rất chi là tiện luôn nhá. Hoặc là vali các kiểu để các bác đi du lịch đó, các bác uống xong các bác rửa sạch và gấp gọn này, đó, nó đóng lại như này luôn cho các bác này. Đó, rất chi là tiện luôn cho các bác nhá, hàng của Nhật. Rồi con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 35.000. Đúng 35.000 không, em xem lại. Đúng rồi, 35.000. 35.000 cho một cái con ly hàng của Nhật như này nha các bác nhá. Con này là hàng của Nhật này. Đó. Mời các bác lên đơn giúp em nhá. Đó. Hàng rất chi là đẹp luôn. Mời các bác lên đơn. Đó. Con này thì nó sẽ có là màu xanh hoặc là các màu như các bác nhé. Thì các bác xin vui lòng không chọn màu giúp em. Với giá là 35k. Mời các bác lên đơn giúp em. Đó, con này thì đặt nhà máy tại đây nha các bác nhé. Con này được xuất bản sang bên Nhật. Em nói rõ. Rồi. Em xin phép quần mẫu. Em lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa là về cái dòng con... nút chống hôi này nha các bác nhá. Con này là con nút chống hôi, con này với giá chỉ có 10.000 thôi các bác nhá. Dạ vâng rồi, em xin phép con mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa là cái dòng con băng keo này các bác. Con này là con băng keo chống thấm, mà ví dụ như là các bác cái vòi nước như mình hoặc là cái bình nước như mình nó bị vỡ, bị thủng hoặc là cái chậu, các bác gắn con này giúp em nha các bác nhá. Con này là chuyên về dành cho nước, con này là siêu dính nha các bác nhá. Rồi mời các bác lên đơn giúp em con này thì với giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một con này thôi nha các bác nhá. Đó. Hàng thì rất chi là ok luôn. Con này thì là hàng của Mỹ nha các bác nhá. Con này là hàng của Mỹ, con này được sản xuất sang bên Mỹ nha các bác nhá. Được sản xuất sang bên Mỹ. Mời các bác lên đơn giúp em. Rồi, em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa là cái dòng sản phẩm về cái con giấy lau đa năng này nha các bác nhá. Đây, dòng giấy lau đa năng. Con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 55.000 ba cuộn giấy lau đa năng này nha các bác nhá. Giấy này các bác lau thoải mái, các bác lau bếp, lau sàn nhà, lau ví dụ như là các bác mà sử dụng mà mình nhà mình mà bị theo kiểu là mình sử dụng một cái gì đó mà nó dơ hoặc là bàn bếp của nhà các bác dơ á, các bác cứ sử dụng giúp em nhá. Con này thì cực kỳ là ok cho các bác này. Đó, mời các bác lên đơn giúp em mà giấy lau đa năng. Giấy lau đa năng với giá là 35.000 cho một cái cuộn giấy lau đa năng này thôi nha các bác nhá. Đây.
Các bác sử dụng đây, thường mình sử dụng những cái khăn như này thì rất chi là bất tiện đó. Các bác sử dụng ngay con giấy này cho em. Các bác thấm nước các kiểu vô tư đó. Rồi là các bác lau bàn bếp, lau tất cả các chỗ nào các bác cần lau cũng được hết. Con này thì em Hà sử dụng rồi, cực kỳ là ok nha các bác nhá. Mời các bác lên đơn giúp em. Con này thì em có thêm một cái mách cho các bác, thêm một cái mẹo nữa là khi sử dụng là các bác có thể chiên chả giò rồi là chiên bất kỳ cái gì đó các bác cần để lên, thì các bác để lên giúp em, nó sẽ thấm dầu mỡ luôn cho mình nha các bác nhá. Con này cực kỳ là thấm dầu mỡ luôn, con này vô cùng thấm luôn. Mời các bác lên đơn với giá là 55.000 ba quận, một quận này là 40 miếng khăn nha các bác nhá. Mời các bác lên đơn. Rồi em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác, là cái dòng con rổ này nha các bác nhá. Đây. Đây là dòng con rổ, rổ để các bác rửa, khi các bác rửa thì các bác gác lên trong cái bồn rửa chén cho mình nha các bác, nó rất chi là tiện lợi luôn. Đó, cái con bồn, cái con rửa này các bác này. Đó, đây. Hình thức của nó sẽ là như này nó. Các bác rửa thì các bác có cái để các bác gác lên, nó róc nước xuống dưới luôn cho mình, không phải nghĩ ngợi gì hết là lo là nó bị lên cái sàn nhà hay là bị gì đâu nha các bác nhá. Đây. Đó, con này nó sẽ như này. Đó, hình thức của nó sẽ là như này cho các bác luôn. Đó, rồi, mời các bác lên đơn giúp em nha các bác nhá. Thế bây giờ con này gọi là rổ gác đi cho bác ha. Con này gọi là rổ gác đi cho nó dễ đi. Con này các bác lên đơn cho em là rổ gác. Hiện tại em để cho các bác với giá là 40.000 trong con rổ gác này nha các bác nhé. Rổ gác 40k. Mời các bác lên đơn giúp em. Con này rất chi là tiện lợi luôn nha các bác nhé. Tiện vô cùng luôn. Đó. Hàng rất chi là ok. Rồi. Em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác, là cái dòng con chổi nha các bác nhé. Đây là dòng chổi nha các bác này. Đó, con này thì các bác sử dụng làm sao, khi mà mình lau chùi nhà cửa mình nhá các bác, mà mình cần lau lên lau xuống này các bác nhỉ? Đó, nó sẽ có cái đầu này các bác này. Đó, đầu thấm hút này nha các bác nhá. Đó, các bác cứ bật lên bật xuống này đó, bật hết nấc của nó lên nha các bác nhá. Đây, đẩy hết nấc của nó vào trong này nha các bác nhá. Đấy, các bác lau chùi ví dụ như là các bác cần lau mặt kính nha các bác này. Đây, bác nó sẽ là như này nha các bác nhá. Đó, các bác lau mặt kính ví dụ như là cái chỗ sàn bếp nhà các bác đó nha, nó bị dơ. Đó, bị dơ như này. Các bác sử dụng ngay con này giúp em, mình lau rất chi là sạch luôn. Nó có một cái miếng bông để nó thấm hút cho các bác, cực kỳ là ok luôn nha các bác nhá. Đó, các bác lau được ngóc ngách luôn. Nó bé bé thì nó đi được vào tất cả các chỗ đấy. Mặt kính khi mà mình tắm ở trong nhà tắm mà nó bị bắn nước lên, các bác sử dụng ngay con này lau giúp em, gạt nước kính rất ok luôn. Gạt bản rất ok luôn. Đó. Tiện lợi vô cùng luôn khi các bác sử dụng với cái con này giúp em nha các bác nhé. Sử dụng rất chi là nhiều. Con này nó sử dụng được nhiều thứ lắm, nó sử dụng được đa di năng tất cả mọi chỗ đây này các bác. Đấy. Các bác thấm nước như vậy đấy, xong các bác lau chùi kể cả là cái bàn nhà mình cũng được luôn. Đó. Nó nhỏ nhỏ mà nó có võ đấy các bác. Đó. Tiện vô cùng luôn nha các bác nhé. Con này mời các bác lên đơn giúp em là chổi đa năng, con này là chổi đa năng. Con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 55.000 cho cái con chổi này nha các bác nhé. Các bác gọi là chổi lau đi. Con này chổi lau với giá là 55.000 cho một con chổi lau như này nha các bác nhé. 55k. Rồi em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác, là cái dòng con chổi đa năng nha các bác nhé. Đây dòng này gọi là dòng chổi đa năng. Dòng chổi đa năng nha các bác nhé. Đó. Dòng chổi đa năng này thì con này sử dụng làm sao, các bác sử dụng trong nhà tắm các kiểu giúp em nha các bác nhé. Con này thì các bác sử dụng trà nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi lại là chổi trà đấy các bác, thì các bác trà đi khắp nơi cũng được luôn với cái dòng chổi này nha các bác nhé. Đây con này thì các bác trà như này đấy, trà đấy trong nhà tắm ấy, các kiểu như vậy nha các bác nhé. Đó, cái đầu của nó đấy các bác trà như vậy luôn. Đó, các bác trà luôn giúp em như vậy luôn. Đó, rồi mời các bác lên đơn giúp em. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là 50.000 cho một con chổi trà như này nha các bác nhé. Cỏ rất chi là sạch, con này cực kỳ là ok và xoay được 360 độ giúp mình luôn nha các bác nhé. Con này xoay được 360 độ, mời các bác lên đơn. Rồi con này là con chổi lau trần nhà nha các bác nhé. Con này gọi là con chổi lau trần nhà này các bác này. Đó. Em sẽ lắp cho các bác xem luôn. Con này thì các bác sử dụng, các bác nhìn. Đó. Rồi các bác uốn dẻo cũng được sử dụng luôn nha. Con này uốn dẻo cũng được luôn nha các bác nhé. Các bác của nó uốn dẻo được.
Rồi con này thì rút rất xa nha các bác nhá. Đó. Con này là các bác rút qua khoảng tầm đi ra tầm được 2 mét cho đến 2 mét rưỡi các bác. Em đoán chừng chừng dài lắm luôn đấy các bác. Con này thì các bác sử dụng làm sao khi các bác lau cái trần nhà mình á nó cao quá mà các bác không có tới thì các bác sử dụng con này giúp em nhé. À, con này thì chổi đấy, các bác bẻ cong lên, các bác lau ở trên trần nhà, rồi bóng đèn, rồi là bàn bếp, tủ bếp, kệ bếp, nó dài lắm. Con này là dài 28 đấy các bác. Đó. Đấy, quét rất chi là sạch sẽ nhé. Đấy, các bác thu nhỏ lại làm luôn cái chổi quét trong cái ấy là mình cũng được luôn. Đó, rồi. Mời các bác lên đơn giúp em nhé. Con này hiện tại là em Hải đang để cho các bác với giá là 50k. 50k cho một con chổi lau trần nhà như này thôi. Giá thì cực kỳ là rẻ mà rất chi là tiện lợi cho các bác luôn, sử dụng luôn. Con này thì dài là 2m8 nha các bác nhá. Dài là 2m8, lông rất chi là mượt và dày như này. Mời các bác lên đơn giúp em với giá là 50k. Rồi em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác này, cái dòng phấn hút nước này của nhà em. Hút nước này từ bác, các bác còn hút rượu, hút xăng, hút cái gì cũng được với giá chỉ có là 30.000 này. Rồi con này là con thớt này các bác này. Đó. Con thớt này là con thớt kháng khuẩn nha các bác nhá. Các bác thớt các bác thái xong rồi các bác thích dựng nó lên như này cũng được luôn. Đây. Dựng như trong hình như này cũng được luôn nha các bác nhá. Đó, con này thì là thớt kháng khuẩn. Con này với giá là 40k. Rồi con này là con giá treo để in các bác treo những cái vung các kiểu nha các bác nhá. Đó, thì mời các bác lên đơn. Con này hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là 45.000. Đó, 45.000. Con này là cái con mà để cho các bác để vào trong tủ lạnh. Đây là cái số để trong tủ lạnh như này nha các bác nhá. Sẽ to nhỏ như này luôn. Con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 50.000. 50.000 cho 5 số để trong tủ lạnh như này luôn nha các bác nhá. Rồi, con này là cái con khay đá silicon. Con này với giá chỉ là 20k thôi. Rồi, con này là con hấp cá nha các bác nhá. Đây là cái lồng hấp cá. Đó, cái thau hấp cá này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 90.000. 90.000 cho cái con thau hấp cá này thôi. Còn con này là con kẹp vớt chiên nha các bác nhá. Con kẹp vớt chiên vuông này với giá chỉ có là 20.000. Đó, con kẹp vớt chiên mà có cả vớt luôn này với giá là 25.000. Rồi, con này là con chia thịt nha các bác nhá. Đây, đó, con chia thịt này với giá là 20.000. Đó, chia thịt bằng inox các kiểu nha các bác nhá. Rồi, con này là con bao tay dẻo em Hà đang để cho các bác với giá là 20k. Đấy, bao tay dẻo với giá là 20k. Nên các bác trộn quải các kiểu đều được luôn. Rồi, con này là cái con mà để hũ tiêu tủng các kiểu nha các bác nhá. 5 hũ này bằng thủy tinh như này nha các bác nhá. Con này em Hà để cho các bác với giá là 110.000. 110.000 cho một cái bộ như này luôn nha các bác nhá. Rồi, con này là cái con cái rửa chén, con này là một lốc của nó là 10 cái như này nha các bác nhá. Với giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái lốc rửa chén như này rồi. Con này là cái con xịt bếp này. Em Hà đang để cho các bác với cái giá là 40.000 cho một chai xịt bếp hương cam như này nha các bác nhá. Mời các bác lên đơn. Đó. Con này là con xịt thơm để trong phòng này. Đấy, sát thơm. Con này em Hà đang để bác với giá là 25.000. Con này là nước hoa xịt phòng nhá. Con này là nước hoa xịt phòng này, con này em Hà đang để cho các bác với giá là 35k. Thì các bác lau nhà xong rồi các bác xịt một xíu cho nó thơm nhà, thơm cửa với giá là 35.000 này. Đó. Rồi con này là con cò xoong nha các bác nhá. Đây. Con cò xoong nồi với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho con cò xoong nồi này. Con này thì các bác có thể thay thế được luôn. Đó, thay thế như này luôn. Rồi với giá chỉ có 10k. Con này là cái con rổ bào đa năng. Đây. Rổ bào đa năng là gồm một rổ này, một thau này và một rổ như này luôn. Một cái bào như này luôn với giá chỉ có là 100k nha các bác nhá. Bằng inox hoàn toàn này luôn với giá chỉ có 100.000 thôi. Em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa là cái bộ thố này nha các bác nhá. Bộ thố này nha các bác nhá. Con này là bộ thố chia vạch như này luôn. Con này là bằng inox này, hàng của Nhật nhá, à, hàng của Đức. Con này thì em đang để cho các bác với giá là 110.000. 110.000 cho ba cái số như này luôn nha các bác nhá. Inox rất dày dặn luôn. Con này là con cho các bác để in các bác mài dao, hàng của Nhật. Con này thì độ mịn là 3000 nha các bác nhá. Con này em Hà đang để cho các bác với giá là 101 này. Rồi con này là bộ thau. Bộ thau này là bộ thau tổng cộng là 6 món của Eco nha các bác nhá, hãng của Eco như này luôn này. Con này thì rất chi là dày và dặn luôn, em nói thật luôn, rổ dày luôn. Nhiều bác mua rồi còn mua thêm mấy bộ nữa để mang đi tặng luôn á. Con này với giá chỉ có 70.000 thôi. Này
xuống giá hàng nhập hàng giá xuống, em xuống luôn với giá 70.000. Rồi con này là cái con mà để lọc dầu nha các bác nhá, ca lọc dầu đấy, ca lọc dầu các kiểu như này nha các bác nhá. Con này hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là 45.000 cho con ca lọc dầu như này nha các bác nhá, trong hộp các kiểu như này luôn đấy, bằng inox 304, con này là 1.3L nhá, với giá là 45.000. Con này là con ép cốt chanh nha các bác này, đó con ép cốt chanh. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là 30.000 cho con ép cốt chanh như này nha các bác nhé. Con này thì bao phê bao xài các bác luôn, đó, xài rất phê luôn với cái dòng con này nha các bác nhé, rất chắc chắn luôn này. Đó. Rồi con này là con dây cò người này các bác này, đó. Dây cò người này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 50.000 ba dây cò người, 50.000 ba dây cò người, mời các bác lên đơn giúp em nhé, bằng silicone như này luôn này. Đấy, với giá chỉ có 50.000 ba dây. Con này là con zip kem đánh răng. Đây là kem đánh răng Hàn nha các bác nhá. Em đang để cho các bác với giá là 100.000 ba tiếp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì sạch miệng, lấy mảng bám chân răng các kiểu như này luôn nha các bác nhá. Đó, lấy mảng bám chân răng này. Bác nào hay bị vôi răng, cao răng thì lấy giúp em nhá. Con này với giá là 100.000 ba tiếp một các bác này. Rồi con này là con rắp hàng của Thái Lan nha các bác nhá. Con này con rắp hàng của Thái Lan. Con này hôm nay em để cho các bác với giá là 40.000. 40.000 cho một cái tiếp kem này, hàng Thái Lan con rắp này, con này là 160g nha các bác nhá, 160g. Đó, rồi. Con này tiếp theo, con này là bàn chải đánh răng. À, bàn chải đánh răng người lớn này. Đấy, bàn chải đánh răng công ty hàng xịn như này luôn. Đó. Em Hà đang để cho các bác với giá là 12.000 một cây, mời các bác lên đơn. Rồi bàn chải chị em Hà cũng để cho các bác với giá là 12.000 một cây bàn chải chị em. Rồi. Còn bác nào mà thích lấy cái loại mà của Hàn Quốc em nói luôn này. Của Hàn Quốc này một hộp này sẽ có gồm 30 cái, em Hà đang để cho các bác với giá là 70k cho một hộp như này nha các bác nhá. Đó. 70k cho một hộp này, và con này thì em nói luôn là cái thân của nó là hơi bị mỏng. Thân hơi mỏng. Nên em để cái giá gọi là lỗ vốn luôn. Em còn vài hộp nữa thôi. Thì mời các bác lên đơn nhá. Con này là vừa bán vừa tặng các bác này. Đó. Nha các bác. Rồi. Con này em Hà đang để cho các bác với giá là 70.000 một hộp này nha các bác nhá. 70.000 một hộp trên 30 cái như này. Đó. Đó, 30 cái trong hộp như này luôn. Rồi. Con này là con xịt giày của nhà em này. Xịt giày em đang để cho các bác với giá là 50.000 hai hộp xịt giày luôn này nhá. Đó. Còn khăn mặt em để cho các bác với giá là 60.000 10 cái. 60.000 10 cái khăn mặt như này nha các bác nhá. Đó. Còn khăn tắm đây. Khăn tắm là con này là 1m4 x 70 nha các bác nhá. 1m4 x 70 như thế này. Đó. Bo viền các kiểu này cho các bác này, đi du lịch đi tắm hay là đi làm khăn đắp trên xe hơi cũng đều được luôn. Con này em Hà đang để cho các bác với giá là 40.000. 40.000 cho một con khăn tắm này nha các bác nhá. Dạ vâng. Con này là cái con mà các bác làm màng bọc thực phẩm này các bác này. 100.000 năm bọc luôn. Đó. 100.000 năm bọc màng bọc thực phẩm này luôn nha các bác nhá. Dạ rồi. Cái này là cái tô đựng bánh tráng nha các bác nhá. Tô đựng bánh tráng hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 70.000. Hai tô luôn, 70.000 hai tô đựng bánh tráng này. Rồi. Con này là cái con sâm thịt nha các bác nhá. Đó, sâm thịt. Con này thì khá là chất lượng rồi. Bán vô cùng nhiều với cái con dòng sâm thịt này nha các bác nhá. Đây. Đây, sâm thịt này. Hiện tại em Hà để cho các bác với giá là 30.000. 30.000 cho một cây sâm thịt như này nha các bác nhá. Mời các bác lên đơn giúp em này. Đó, có 30.000 thôi. Rồi. Ờ, con này là cái con xịt RP7 của nhà em này. Đó, xịt RP7 này. Em Hà đang để cho các bác với giá là 35.000 cho một chai xịt RP7 hàng của Thái Lan như này nha các bác nhá. Đó. Rồi, con này em lên làm dòng pin một xíu này. Đó. Dòng pin nha các bác nhá. Mời các bác lên đơn cho em là dòng pin này thì em để cho các bác với giá là 8.000 một cặp pin. Đây. 8.000 một cặp pin như này các bác này. Đó. Pin này là pin đồng hồ, bác nào lấy pin đồng hồ thì lên đơn thôi em là 8.000 một cặp pin đồng hồ như này nha các bác nhá. Đó. Pin tiểu là pin để điều khiển em cũng có luôn.
với giá là 8.000 luôn nha các bác nhá. Đó, 8.000 luôn. Đó. Rồi. Con này thì bác nào mua một hộp thì sẽ là 150.000 một hộp, này sẽ có 20 cặp bên trong. Đó. To nhỏ giống nhau luôn. Cùng trong một hộp như này luôn nha các bác nhá. Rồi, mời các bác lên đơn. Pin 18650 em Hà để cho các bác với giá là 20.000, 20.000 một viên 18650 này. Đó. Còn đây là cái đốc sạc của 18650, sẽ có báo pin xanh cho các bác luôn. Con này thì là đốc sạc đôi với giá là 40.000. Con này là đốc sạc nhỏ như này nha các bác nhá. Đốc sạc nhỏ này em Hà đang để cho các bác với giá là 20.000. 20.000 cho một cái đốc sạc 18650 loại sạc đơn này nhá. Đó. Rồi. Con tiếp theo nữa là cái dòng con bóng ngủ của nhà em này. Đó. Con bóng ngủ này thì hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là ngủ nấm với giá là 25.000. 25.000 cho một cái con đèn ngủ nấm như này nha các bác nhá. Đấy, đèn ngủ nấm với giá là 25.000. Cứ tối là nó sẽ sáng như một cái đèn nấm cho các bác với giá chỉ có 25.000 thôi nha các bác nhá. Rồi. Rồi, các bác lên đơn. Tiếp theo là cái bóng đèn đội đầu nha em. Đây, bóng đèn đội đầu. Đây là bóng đèn đội đầu nhà em nha các bác nhé. Đó, con này thì đội đầu, con này là hàng xịn này các bác này. Đó, hàng xịn này, con này sẽ có 3 bóng như này luôn cho các bác này. Rồi sẽ có nắp chống mưa chống gió cho các bác khi bỏ pin vào đây này. Đó, pin này thì nó sẽ tặng cho các bác đi kèm luôn hai cục pin 18650 rồi. Con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 140.000, 140.000 cho một cái con pin đội đầu hàng xịn như này nha các bác nhá. Rồi, mời các bác lên đơn. Con này là pin đội đầu một bóng nha các bác nhá. Đây, dòng pin đội đầu một bóng như này. Đó. Sẽ có bóng như này nha các bác nhá. Rồi, con này thì hiện tại là em Hà đang để cho các bác với giá là 50.000. 50.000 cho một con đèn pin đội đầu như này thôi, 50.000. Rồi, con tiếp theo cho các bác nữa là cái dòng con bóng đèn cảm ứng. Đây, bác đợi em một xíu. Đây là cái bóng đèn cảm ứng của nhà em nha các bác nhá. À, bóng đèn cảm ứng này thì cứ có người đi qua sẽ sáng cho các bác. Con này em Hà đang để cho các bác với giá là sẽ có người đi qua sẽ sáng. Đó. Con này em Hà đang để cho các bác với giá là 80.000. 80.000 cho một cái con đèn cảm ứng này thôi nha các bác nhá. Đèn cảm ứng với giá 80.000, con này thì sẽ có ốc vít các kiểu bên trong cho các bác rồi. Mua về chỉ việc lắp là xong thôi. Con này thì các bác lắp ở ngoài ngoài cổng cũng được, ngoài sân vườn của mình hoặc là trên cái vườn cây nhà mình cũng đều được luôn nha các bác nhá. Rồi, con này là cái con đèn. Con này là đèn tích điện các bác. Đó. Con này thì cực kỳ là ok với cái dòng đèn tích điện này nha các bác nhá. Đó. Bóng đèn tích điện này. Con này sẽ treo như này cho các bác này. Đó. Con này thì nó sẽ cho các bác là cái thứ nhất là có thể mình mở ra như này. Đó. Mình làm cánh hoa luôn này nha các bác nhá. Cánh hoa này giúp em có cả cái treo này luôn, rất chi là sáng luôn đấy các bác, nó sẽ có nhiều nấc lắm. Đó. Các bác mở nấc nào cũng được luôn. Rồi, con này thì nó sẽ bằng cảm ứng bằng năng lượng mặt trời cũng được, nếu như các bác thích sạc bằng năng lượng mặt trời này, hoặc là các bác thích sạc thì nó có sẽ dây sạc của mình như này luôn nha các bác nhá. Đó, rồi, mời các bác lên đơn giúp em. Con này hiện tại em Hà đang để cho các bác với giá là 80.000. 80.000 cho một cái con bóng đèn cảm ứng như này nha các bác nhá. Bóng đèn cảm ứng với giá 80.000. Đó, các bác thích nó thành quả bóng thì nó sẽ tròn lại như này cho mình luôn, và nó sẽ có cái khớp để các bác bấm vào nha các bác nhá. Với giá chỉ có là 80.000 nha các bác nhá. Đó. Rồi, mời các bác lên đơn giúp em. Thì các bác bỏ thêm giao hàng thì ở trong hộp này cho các bác. Đó. Với giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái con đèn cảm ứng như này nha các bác nhá. Rồi, mời các bác lên đơn. Đây là cái đuôi đèn của nhà em nha các bác nhá. Đuôi đèn uốn dẻo với giá chỉ có là 30.000. 30.000 cho con đuôi đèn uốn dẻo này, có cả công tắc các kiểu này nha các bác nhá. Các bác xoay 360 độ đều được, với giá là 30.000. Con này là cái con xích đèn các bác, cái con xích điện này các bác. Con để cho các bác làm cái nối đây như thế này các bác. Đấy, nối này với giá là 8.000 nha các bác nhá. Con này hàng cao cấp này, giá 8.000. Đó, rồi. Các bác lên đơn. Con
này là con phích chia như các bác nhá, phích chia như này cho các bác này. Đấy, con này là phích chia như này, chia đa năng các kiểu như này cho các bác này. Với giá chỉ có là 15k thôi. 15k, 15k cho cái con phích chia này. Đó, rồi. Cái con này là cái con đuôi đèn này. Đuôi đèn không dây em Hà để cho các bác với giá là 15.000. 15.000 cho cái con đuôi đèn không dây như này nha các bác nhá. Đó, rồi. Con này là con bóng vừa bắt muỗi là vừa bắt vừa làm sáng luôn cho mình. Con này em Hà để cho các bác với giá là 60.000. 60.000 cho cái con đèn bắt muỗi bắt côn trùng này luôn nha các bác nhá. Rồi. Em cũng xin phép dừng like tại đây. Em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi Xúc Ngọc Hà nha em nha các bác nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt ạ.